cuồng cảm các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi tới cái phần bài bài số 3 là thực hành ba cái linh kiện mà mình đã học bạn hai lần trước. Đó là phần điện trở, tụ điện và cuồng cảm ha. Thì đầu tiên ấy, là cái khâu chuẩn bị, là chuẩn bị dụng cụ và vật liệu. Dụng cụ gì thì chúng ta phải cần chuẩn bị dụng cụ đồng hồ vạn năng này, một chiếc thôi mà. Thì đồng hồ vạn năng là cái đồng hồ mà đo volt, đo ohm này, đo mb này, đo thông mạch, đo nói chung là đo những cái liên quan về điện tử này, điện này. Yeah. Thì các loại điện trở cố định, công suất nhỏ, công suất lớn, đó tầm 20 cái mà ha. Các loại điện tụ điện không có cực tích tính và có cực tính ha, tầm 10 cái ha. Các cái loại cường cảm này, lõi không khí này, lõi farin, lõi sắt, tầm 6 cái mà ha. Thì những cái kiến thức có liên quan ấy, thì các bạn phải ôn bài lại những cái khái niệm của nó và ôn bài lại những cái công dụng, cấu tạo và cái tên gọi của nó ha, và cái ký hiệu của nó. Ví dụ là cường cảm là ký hiệu gì, tụ điện ký hiệu gì, đó điện trở ký hiệu gì ha. Thì quy ước về màu và đặt chỉ số điện trở ha, đen, nâu, đỏ, vàng, cam, đen, nâu, đỏ, cam, vàng, xanh, lục, xanh, lam, tím, xám, trắng, đen, nâu, đỏ, cam, vàng, xanh, tím, xám, trắng, đen, nâu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràng, tím, xám, trắng. Hồi trước mình học thì có một dãy màu như vậy. Thì trước mình học có một dãy màu như vậy ha. Thì đen, nâu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, xám, trắng. Đó. Thì các ông thầy cho rất là đỉnh đó mà. Tại vì cái màu này rất là dễ thuộc ha. Ông sẽ cho 10 câu hỏi và bốc thăm trong đó. Và bắt buộc mình bốc một thăm. Vô câu này dễ quá là ông không cho mình đọc xuông các bạn. Ông sẽ cho mình đọc ngược lại. Đen, nâu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, xám, trắng. Là mình sẽ phải đọc ngược lại. Đó. Trắng này. Rồi. Sáng, tím, đó, ví dụ như mình vậy. Và không được nghỉ quá 3 giây các bạn. Không cho mình suy nghĩ ha. Đó, rất là khó luôn. Trắng, sáng, tím, lam, lục, vàng, cam, đỏ, nâu, đen. Đó, nó rất là khó đọc các bạn ha.